Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhãn 2.5 tóc cần có cái hiệu là IN tóc cần IN nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot mà. Cái này khá là ngon. Rồi một tóc cần IN bằng một UTT các bạn. Rồi bấm bấm cho này đó. Submit này hết. Rồi những việc đầu tiên các bạn cho góp nè. Sau đó bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục cũng follow từ Twitter, Facebook và like và sale. Trên Facebook thì các bạn thích nha bạn. Rồi các bạn xưa chờ một chút xíu các bạn chờ lót trang các bạn. Rồi xuống đây các bạn thích nè. Các bạn chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi các bạn like luôn các bạn. Dự án này khá là ngon nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục bạn follow Instagram nè. Và like nè. Tại sao cho em yếu với ta. Trên Instagram thì bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào một bài viết của nó bất kỳ nha các bạn. Các bạn like bài viết của nó nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Sau đó các bạn subscribe kênh YouTube của nó nè. Trên YouTube nè các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục follow tại Twitter và retweet post nè các bạn. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn trình dẫn cho biết đứa game nè các bạn. Rồi các bạn tăng dài các bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tờ quýt nè. Rồi các bạn bấm vào submit đi tên. Rồi các bạn điền lời username Telegram mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình nha các bạn. Ở cộng anh 4 số 3 nè. Bốn cái chữ bot nữa bạn. Rồi tiếp tục submit username Facebook nữa. Thì các bạn nhập vào Facebook nha bạn. Trên Facebook thì các bạn nhập vào mũi tên nè. Rồi nhập vào avatar của mình nè. Các bạn copy đường link Facebook mình nha các bạn. Sau đó các bạn gửi cho bot nè. Trên Facebook thì các bạn xóa bỏ cái này đi các bạn. Submit MIU Facebook. Rồi các bạn thêm ma cộng giúp mình nha các bạn. Rồi tiếp tục submit MIU Twitter của mình nè. Đậu xin em Twitter mình nha các bạn. Không quên VNNH9 rồi tiếp tục submit Instagram thì bạn nhấp vào Instagram mình nha bạn. Rồi trên Instagram bạn nhấp anh ta của mình nữa. Rồi các bạn copy cái đường link cái username mình sẽ đây sao chép lên nữa. Rồi các bạn gọi cho bot nữa. Các bạn thêm mật khẩu đầu tiên nữa. Rồi các bạn dán vô đây nè. Rồi sau đó các bạn gửi support nè. Tiếp tục submit vô profile link YouTube của mình nha các bạn. Giờ các bạn mở YouTube mình ra nhấp vào ba cánh cùng nè. Nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau đó các bạn gửi support. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ ETH trên YouTube wallet mình nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép chị em hát mình nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào ba xì để chép số cần mà kiếm được nha các bạn. Ok mình đã nhận được 2.5 tóc cần in nè. Rồi bạn bấm vào mấy cái form để mình ghép xe trong bè những cái thằng nó kiếm tóc cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nha.